Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong thời điểm giao mùa như thế này thì trẻ bị khoảng hơn 100 loại virus tấn công. Đặc biệt là nguy hiểm đó là những cái bệnh mắc phải liên quan đến những cái bệnh truyền nhiễm. Có nhiều bà mẹ hiện nay thì chưa có những cái biện pháp đúng để có thể phòng tránh cho trẻ, do đó trẻ dễ dàng bị mắc bệnh. Vậy những cái nhóm bệnh truyền nhiễm trong thời điểm giao mùa mà trẻ hay mắc phải là những bệnh gì và cái cách phòng tránh ra sao? Ngày hôm nay thì chương trình Alo Bác sĩ sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến nhóm bệnh trẻ dễ mắc phải trong thời điểm giao mùa. Tôi xin được giới thiệu chuyên gia của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Vũ Huy, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Xin được cảm ơn Phó giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi bước vào phần trò chuyện, xin mời giáo sư, xin mời quý vị khán giả theo dõi những tổng hợp của chúng tôi. Em Đinh Thị Hồng Nhung nằm viện đã hơn một tháng nay vì bệnh viêm não. Theo gia đình em, trước đó em có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, sốt. Do không phát hiện được nguyên nhân nên khi chuyển vào bệnh viện nhiệt đới thì tình trạng của em đã rất nặng. Lúc cháu ở nhà thì cháu kêu đau đầu. Được 2 ngày thì mẹ cũng cho đi trạm xá để lấy thuốc cho uống. Thì không thấy đỡ, cứ thấy sốt cao. Cái đến khi thấy cháu lấy hai tay nó vơ vơ, những bảo con đi xuống bếp ăn cơm, thấy hai cái tay nó vơ vơ đi đằng trước, rồi mẹ bảo sợ con không nhìn thấy đường hay sao, thì cháu bảo thấy cái gì, con thấy trắng. Thế là mẹ mới hoảng lên bảo là con bị làm sao thế này. Thế là chiều hôm đấy thì mẹ đưa cháu đi ra viện. Em Nhung chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do mắc một số bệnh truyền nhiễm trong mùa này như sốt xuất huyết, tiêu chảy, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Theo thống kê của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám điều trị các bệnh truyền nhiễm thời điểm hiện tại tăng 3-4 lần so với thời điểm trước. Khi mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân có thể có những biểu hiện chung như sốt, chán ăn, mệt mỏi, đau cơ. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm chỉ có các biến chứng nhỏ, nhưng cũng có một số bệnh như viêm phổi, các bệnh viêm màng não, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thưa bác sĩ, có thể thấy là trong cái thời điểm giao mùa như thế này thì những cái bệnh truyền nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng và cái đối tượng mắc phải thường là trẻ nhỏ. Vậy bác sĩ có thể cho biết là vì sao lại có hiện tượng này ạ? Vâng, như chị vừa nói đấy, vấn đề giao mùa. Thực ra thì ở các sinh nhiệt đới thì các điều kiện thì cái bệnh nhiễm trùng là rất dễ xảy ra. Và khi những cái điều kiện thuận lợi về yếu tố độ ẩm, nhiệt độ và một số ngay cả gió, độ gió cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các vi sinh vật. Tôi nói ví dụ vào mùa hè thì thời tiết nắng nóng lên thì sẽ rất thuận lợi cho một số loại vi khuẩn phát triển và dẫn đến cái bệnh đường tiêu hóa cũng tăng lên theo. Hoặc vào mùa hè này thì nó sẽ rất thuận lợi, cái nhiệt độ và độ ẩm ấy, nó và lượng mưa nó vừa đủ cho cái loại muỗi Culex nó phát triển. Và cái loại muỗi Culex chính là yếu tố mang, tức là đốt người và lây truyền các bệnh viêm màng não, viêm não Nhật Bản cho con người. Vậy những cái nhóm bệnh mà trẻ dễ mắc phải trong cái thời điểm ra mùa giữa mùa hè và mùa thu hiện nay là những cái nhóm bệnh như thế nào thưa bác sĩ? Vào mùa hè thu ấy thì sẽ rất thuận lợi cho một số loại muỗi phát triển, ví dụ muỗi Aedes. Muỗi Aedes thì lại lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Thành ra nên cái bệnh sốt xuất huyết vào cái mùa thu này là sẽ có xu hướng tăng lên. Tôi ngoài ra một số bệnh nữa lây theo đường hô hấp. Tôi nói ví dụ vào cái mùa thu này thì cái bệnh như là ví dụ trước đây chúng ta không tiêm chủng ấy thì bệnh bạch hầu sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng rất may nhiều năm vừa rồi chúng ta tiêm chủng thì bệnh bạch hầu đã biến mất. Thế tuy nhiên chúng ta luôn luôn phải cảnh giác là nếu mà các bà mẹ trong giai đoạn vừa rồi tôi để ý các bà mẹ bắt đầu lơ là chủ quan không tiêm chủng, thế ra chúng ta cũng phải đề phòng sự quay lại của căn bệnh này. Thế, hoặc là như tôi nói là khi thời tiết thay đổi thì cũng làm cho tức là cái môi trường nó thay đổi, thì vào cái mùa tháng 7, tháng 9 này thì tôi nghĩ là cái bệnh chân tay miệng cũng sẽ có xu hướng nổi trội lên. Chân tay miệng là bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa đó, cũng sẽ có xu hướng nổi trội lên. Đấy là những cái bệnh chính mà chúng ta cần phải quan tâm để đề phòng. Khi trẻ bị mắc những cái nhóm bệnh truyền nhiễm thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Và nếu như mà không được chữa trị kịp thời thì liệu rằng là có xảy ra những cái biến chứng nguy hiểm hay không?
Thì đặc điểm của bệnh nhiễm trùng ấy thì bao giờ cũng có sốt. Để phát hiện bệnh thì ta chú ý này, trước giai đoạn trẻ ốm thì bao giờ trẻ cũng mệt mỏi, giảm chơi, ăn uống có xương kém hơn. Sau đó cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta biết đó là dấu hiệu sốt. Thế và sốt, ngoài ra nếu mà chúng ta tinh ý, các ông bố bà mẹ tinh ý sẽ phát hiện được các ổ bệnh khởi điểm. Tôi nói ví dụ, bệnh có bệnh của đường tiêu hóa thì các cháu sẽ bắt đầu bằng nôn, đi ngoài. Thế có bệnh đường hô hấp thì các cháu sẽ có biểu hiện là ho. Thế hoặc là có bệnh có liên quan đến bệnh hệ thống thần kinh trung ương thì các cháu thường là lừ thay đổi tính cách. Và ví dụ và một số dấu hiệu khác như lúc ấy sẽ nôn rất nhiều. Đấy là các dấu hiệu chính. Để nói là nhiễm trùng. Còn cái bệnh truyền nhiễm thì nó có khác một chút, tức là ngoài những cái đặc điểm đó thì thường có tính chất lây lan. Chúng tôi gọi là bệnh truyền nhiễm là vì đây là bệnh nhiễm trùng nhưng có đặc thù thêm là có khả năng lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, thành ra xếp thành bệnh nhóm bệnh truyền nhiễm. Và chúng ta mà không phát hiện kịp thời hoặc là chủ quan để bệnh kéo dài thì đã là bệnh tật thì rất nguy hiểm. Có khả năng tức là tùy theo loại bệnh có thể dẫn đến tử vong. Dù là có bác sĩ giỏi, dù là có phương tiện tốt, dù có bệnh viện lớn nhưng vẫn có tử vong. Thế ngoài ra cũng tùy theo bệnh, tôi nói ví dụ nhiễm trùng thần kinh thì tình trạng để lại di chứng nếu mà đến muộn được cứu sống thì tình trạng di chứng rất phổ biến. Những trường hợp mà tôi nói ví dụ ngay trong viêm não nếu mà đến muộn thì tử vong đến trên 30%. Số còn lại mà sống sót được thì hầu như là di chứng đến 70-90%. Thế ngược lại nếu mà đến sớm thì khả năng cứu sống là đến 90%. Và những trường hợp mà trong số 90% sống sót đó thì chúng tôi có thể hạn chế di chứng xuống, tức là tiếp tục chữa hồi phục được các di chứng đến 80-90% nữa và các cháu trở lại cuộc sống bình thường được. Vâng, có một thực tế mà ai cũng biết đó chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải là các bậc cha mẹ nào cũng có những cái cách để phòng tránh cho con mình tốt nhất. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ những cái phương pháp hay là cái biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm cho trẻ trong thời điểm giao mùa? Điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe bản thân, sức khỏe gia đình. Cái thứ hai là cần thường xuyên thực hiện các công tác vệ sinh cho bản thân cũng như là trong gia đình. Ví dụ nên vệ sinh tắm rửa, vệ sinh trong vấn đề ăn uống, dùng nguồn nước sạch. Như lúc nãy tôi nói, các bệnh truyền nhiễm có thể lây qua đường tiêu hóa, có thể qua nước uống, nên dùng cũng một thói quen dùng nước sạch. Vệ sinh tắm rửa, vệ sinh tay thường xuyên để hạn chế các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Nhà ở cần thoáng mát, tránh để côn trùng tiếp tục, côn trùng nó phát triển được. Ví dụ tôi nói là muỗi, và tùy theo mùa sẽ muỗi nó phát triển và mỗi loại muỗi nó lại truyền một bệnh khác nhau. Mùa hè muỗi cú lách truyền viêm não, mùa thu thì lại như tôi nói là có sốt huyết, nó lại truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy chúng ta cũng chú ý đến vấn đề nhà cửa vệ sinh. Và cái thứ ba là chúng ta nên chủ động cho các cháu tiêm phòng đầy đủ. Và cái thứ tư là khi có bệnh thì chúng ta cần phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được phát hiện kịp thời, để được hướng dẫn tư vấn chăm sóc cho hợp lý. Vâng, thưa quý vị, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Vũ Huy vừa có chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được cho trẻ những cái bệnh truyền nhiễm trong cái thời điểm giao mùa như thế này. Và cái cách thì hết sức là đơn giản, đó là chúng ta hãy quan tâm trẻ hơn một chút, nên ăn chín uống sôi và có những cái vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Và ngay sau đây sẽ là những biện pháp phòng tránh được chúng tôi tổng hợp. Giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là các bậc phụ huynh cần chủ động bảo vệ trẻ tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm bằng những cách xử lý cơ bản như sau. Tiêm vaccine là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay giúp trẻ có khả năng tránh các bệnh truyền nhiễm. Các bậc cha mẹ lưu ý chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng theo đúng lịch, đúng độ tuổi và đúng loại vaccine. Bạn cần hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước, sau khi ăn hoặc bất cứ khi nào thấy bị nhiễm bẩn để hạn chế tối đa vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể trẻ. Cha mẹ cần chú ý thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng một cách khoa học và hợp lý để tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ. Cần cho trẻ thường xuyên đeo khẩu trang mỗi khi ra đường cũng như trong trường học. Vâng, thưa quý vị, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Vũ Huy vừa có chia sẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được cho trẻ những cái bệnh truyền nhiễm trong cái thời điểm giao mùa như thế này. Và cái cách thì hết sức là đơn giản, đó là chúng ta hãy quan tâm trẻ hơn một chút, nên ăn chín uống sôi và có những cái vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.
Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, như thường lệ sẽ là một địa chỉ đỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn những địa chỉ, những phòng khám, những buổi tư vấn miễn phí trên cả nước. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình lần sau. Nhằm san sẻ gánh nặng với người bệnh trĩ hậu môn trực tràng, đẩy lùi bệnh trĩ ra xa cuộc sống, phòng khám An Khang thực hiện chương trình khám bệnh trĩ miễn phí tại An Khang cho người bệnh, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2015. Hoạt động này giúp hỗ trợ tạo điều kiện để người dân khu vực Hà Nội nói riêng và các tỉnh lân cận cả nước nói chung có cơ hội đến gần hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, chấm dứt những năm tháng sống chung âm thầm với bệnh trĩ hậu môn trực tràng đeo bám dai dẳng. Phương thức đặt lịch hẹn khám: đến trực tiếp số 96 Âu Trợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Đặt lịch hẹn khám qua điện thoại 0433 555 999. Truy cập website phongkhamankhang.vn. Gửi thư qua địa chỉ email phongkhamankhang@gmail.com.vn.